Thì trong cái khoảng thời gian mà Uyên ít post trên channel IUF của mình thì Uyên vẫn có đi du lịch một vài nơi, cũng có quay vlog lại, quay phim lại để kiểu giữ kỷ niệm. Có những cái video quay từ 2020 hay là có những video quay từ 2021, 2022. Và có mấy cái Uyên cũng đã edit rồi nhưng mà Uyên chưa bao giờ bỏ lên official, lên vlog hết. Thì đây có lẽ là một video tổng hợp những cái chuyến đi chơi hoặc là những cái footage mà Uyên đã quay lại trong thời gian vừa rồi. Dạ, thì nó sẽ cho mọi người coi. Vô. Uyên đi viện bảo tàng á, là Uyên chỉ có nhìn thôi, kiểu nhìn sơ qua nhưng mà không có chú ý đọc mấy cái facts mà người ta để ở dưới những cái hình. Tại vì hồi xưa không có làm tiếng Anh, không có biết tiếng Anh nhiều, đọc không có hiểu. Nhưng mà lần này Uyên cảm thấy là Uyên hứng thú đọc mấy cái đó hơn và hiểu được rất là nhiều, học được rất là nhiều. Uyên đang edit tới khúc này nhưng mà mắc kể chuyện quá. Hồi mà Uyên mới qua Mỹ á, là Uyên học lớp 10. Khi đó ở trường cho chọn hai lớp khoa học. Một á, là mình được chọn theo học sinh học, học về cơ thể người. Còn hai á, là học về astronomy, là học về space, học về không gian, học về mấy cái thiên thạch này nọ. Thì khi mà Uyên mới vô á, là em họ Uyên, tại vì em họ Uyên nó cũng không có rành tiếng Việt nên mà khi mà nó giải thích cho Uyên cái hai cái lớp đó khác nhau gì á thì Uyên kiểu chọn đại. Nên là bây giờ Uyên được đi đến những cái viện bảo tàng mà người ta trưng bày những cái đồ astronomy, những cái đồ của NASA không gian á, thực sự là Uyên rất là thích và cảm giác rất là may mắn. Tại vì khi mà ở Việt Nam á, không có được học về những cái này, cũng không có được thấy, chỉ thấy là trên tivi, cảm thấy nó xa vời lắm, cảm thấy như là không có thật luôn á. Còn hồi xưa ở Việt Nam á, mà muốn đi xe máy bay á, là ở Uyên ở Sài Gòn chỉ có một cái viện bảo tàng mà nó có những cái máy bay nhỏ nhỏ hồi thời chiến tranh Việt Nam thôi à. Nên là khi qua tới đây á, Uyên được tận mắt thấy những cái đồ vật đó, những cái máy bay, những cái tàu không gian mà người ta đã từng thực sự bay ra ngoài không gian á, Uyên cảm thấy nó thực sự rất là unreal, thực sự rất là không thể tin được. Rất là thích, rất là hào hứng. Ok, coi tiếp nha. Touched one before.
You've never touched them before? Yeah, neither have I. But they feel rough. Some of them are slimy. Some of them are soft. Can you just like touch it? Yeah, with two fingers. Just like a gentle like peck. Oh. Oh, this one's tough. They say that sea anemones are pretty soft that you can't even feel them. I don't know if it's true. But can you touch this one? Yeah, you can. You can touch around it. Oh. Awesome. Is this a creature too? No, those are just like plants. Oh. 한숨 속에 섞인 감정들이 묻어 마주치며 교차하면 갈피를 못 잡듯이 갈피를 못 잡듯이 또 지나가는 길 이 짧고 긴 시간 동안 주변 모습이 다 달라져 있어도 목적지는 상 같아 Maybe you can feel the pressure that I've been living on I can say that it's been on my mind But I'm moving along 스쳐 지나가는 불빛 속에 흩어져가는 사람들 사이에 begins to take shape is called a fetus and is ready to grow and explore. Bao nhiêu cái túi luôn, nhưng mà mọi người coi Mel Uyên xách cái túi đi biển này là một cái bao ni lông Target. Trong cái túi đi biển Uyên hôm nay, Uyên có hai dây nước nè, một cái loa để lát ra biển mình nghe, một cái thuốc ho của Holly, Holly đang bị ho, cái này là sunscreen, kem chống nắng, còn cái này là cái đầm lát nữa, Uyên tắm biển sau Uyên mặc, còn cái này là cái bikini của Uyên, đó. Cái túi đi biển mà ở nhà biết bao nhiêu cái túi không xài đi xài một cái bao ni lông này. Mẹ Uyên xách thêm một cái túi xách nhỏ. Uyên mua cái túi này ở Urban Outfitters. Trong túi này thì Uyên có một cái nhỏ mắt, tampon, một cái son, chỉ nha khoa và thơm miệng. Đây là lần đầu tiên tụi mình bắt được ốc mà nó còn cái con ở chỗ nãy giờ nó bò rất là nhiều lần rồi.